ở đây có đẹp không ạ? Thiên nhiên phong phú, cây cối um sùm. Khi mà quay trở về thiên nhiên thì làm cho mình có cảm giác rất là peaceful, giống như là quên hết đi tất cả mọi sự rushy trong cuộc sống. Không biết các bạn nào có thích đi về thiên nhiên như mình không?